Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Bác Tô và hiện tại thì cũng đang rất là khuya rồi mà mình thì vẫn, vẫn đang cố gắng làm video cho các bạn xem. Mình sẽ làm hướng dẫn cho các bạn làm một cái nhiệm vụ cực kỳ dài mà mình sẽ thức rất là khuya để làm cái clip này ha. Và cái nhiệm vụ này là nhiệm vụ để đi lấy thanh kiếm, sông kiếm của Odin. Tức nghĩa là bạn ghép hai thanh kiếm là Yama và cây Tushita lại. Thì ở cái nhiệm vụ này bạn cần phải có điều kiện đầu tiên là bạn phải có Tushita. Và Yama, đây, Tushita, đó, và cây Yama. Thì hai thanh này, bạn cần phải đạt um, 600, ổ gì lộn, rưỡi <laughs> mình nghĩ là 450 rưỡi Mình thì uh, 600 rồi, mình cũng không kêu quan tâm điều kiện, chắc mình nghĩ là rưỡi Đầu tiên thì mình sẽ đi làm vụ cây Tushita trước, bạn muốn làm cái gì trước cũng được. Nhưng mà mình thì, uh, mình, uh, uh, chắc là mình sẽ làm cái Tushita trước, tại vì để mình làm á, uh, thì mình chờ cái, cái hải tặc xuất hiện và mình đánh luôn thì cho nó nhanh ha. Rồi thì để đi nhận nhiệm vụ thì các bạn ra đằng sau cái quán cà phê này Ra quán đằng sau quán cà phê ha, Thì sẽ có cái chỗ để cho mình làm luôn Nó oh là cái chỗ nhận nhiệm vụ ở đây Bạn lưu ý cái cánh cổng này Là sau khi nhận nhiệm vụ thì mình sẽ vào được trong đây và khi mà mình đủ điều kiện là thanh kiếm mình hai thanh kiếm mình đủ battery thì nó sẽ mở nhiệm vụ cho mình để, để vào trong đó mình nhận ha rồi thì bây giờ mình sẽ nói chuyện với thằng cha này rồi thì nó nó đã cho mình giàu rồi đó hình như là vậy này bật haki lên cho đẹp để coi coi là đã mở chưa ha và cái cửa cánh cổng bây giờ nó đã mở ra rồi thì đi vào đây nó sẽ có hai bên một bên tối hơn là thấy kiếm mà yama đó là cái cây mà yoro sử dụng cây này là thuộc dạng là là cái em ma đó là cái cái dạng là quỷ kiếm và tusita À, cái kiếm thuộc dạng ánh sáng bạn chỉ cần nhìn hai bên nhớ không bên là thiên thần và bên là quỷ thì bây à, giờ mình sẽ nhận cái tu bởi vì mình đang cầm cái tu mình sẽ làm tu sau khi mà mình bấm vào trong đây thì nó để ra cái dòng này thì mình phải đi tìm cái cục đá thì cái cục đá này thì mình sẽ đi ở những cái bến cảng đó ở những cái bến cảng thì những cái cảng này á, mình sẽ gặp những cái con npc mà bán cái bán thuyền á. mình để mình mình tìm ha hình như là NBC bán thuyền VIP thì vậy. Thôi thì mình gặp cái hai thằng cha cái mình cứ, uh, cứ 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 uh, hình như là uh, hình như là cái này tới dòng thứ ba này này không có rồi. Chứ chả lẽ là, là cái này đúng không? Còn mấy thằng cha thuyền này thì chắc là không có rồi. Mình cứ bấm TNT đi. Rồi thì uh, mình sẽ đi tìm cái thằng cha khác để coi là uh, uh, thằng cha nào ha. Uh, này thì chắc là mình sẽ đi đâu cái đảo bánh ồ mình mình cứ chắc mình nghĩ là mình cứ tay le theo thứ tự á nó sẽ dễ nhớ hơn chứ tay le tùm lum chi đúng không? Và hình như là nãy mình đi uh, mình mới nói chuyện với thằng cha này xong thì mình sẽ uh, tay le đến cái tiếp theo dùng đất sô cô la. Đấy như vậy đi. Có trái cánh cổng thì di chuyển nó dễ, á. bạn không có trái cánh cổng thì phải đi từng bến mấy cái đảo này sát bên nhau mà mình cũng uh, rồm rà phết ấy kìa Đúng không? Tiếp theo. Tiếp theo coi okay. À không có, thằng cha này không có luôn rồi. Thì mình sẽ đi đến cái đảo tiếp theo là cây đại thụ. Đấy, mình sẽ qua cái đảo này. Tôi hơi bị xui nhỉ, đúng không? Cái nhiệm vụ này rất là dài. Thì chắc là mình sẽ đi chết từng người và mình sẽ cắt bớt clip. Đây, để gặp cha này để coi. Đây, như vậy là nó đã, đã giao cho mình rồi nè. Đó nó hiện lên cái dòng màu đỏ là mình đã nó đã giao cho mình một cái vật phẩm và bạn chết lại trong đây, nó chính là cái cục này. Rồi thì bây giờ sau khi có cái này rồi thì mình sẽ về trên đảo rùa Thì mình sẽ vô, vô là cái cổng vào dinh thự đảo rùa Đấy mình sẽ về ngay cái đằng sau này Để cho nó nhanh ha Và sau khi mà có cục này rồi thì mình chỉ chờ uh, Nhiệm vụ tiếp theo là mình phải chờ những cái con hải tặc ra để mình đánh Đó để mình đánh con hải tặc rồi mình mới làm được cái nhiệm vụ tiếp theo nha các bạn uhm, Thì mình nghĩ server mình thì hải tặc cũng sắp ra rồi Rồi để chờ, mình bây giờ mình sẽ chờ nhiệm vụ tiếp theo ha. À, và tiếp theo thì uh, mình sẽ đánh cái con hải tặc uh, hải tặc ở trên đây để mình làm cái nhiệm vụ luôn ha. À, thì uh, mình sẽ tiếp theo mình sẽ làm cái nhiệm vụ mà ồ uh, uh, hình như là mình phải cần phải tẩy điểm qua cái cây Tusita này không biết có cần tẩy điểm không ta. Uh, chắc là không cần tẩy điểm đâu mình sẽ đánh đại luôn đi ha. Đây mình sẽ sử dụng chiêu chi nếu như mà không dùng kiếm không biết làm sao không đây coi coi chủ tịch cũng, cũng cầm vô ru thôi mà chứ có gì đâu miễn là đánh mấy con này là được rồi chứ gì rồi phải chờ tụi này thấy là khi đổi màu trên cái mưu chi của tôi Ê, mình thử thí dụ như mà nó, à, à, nó, 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 à, à, nó 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 Nó... tôi tính nói cái gì quên là ta ví dụ như mà tôi cầm cái 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 cái, cái tôi tôi không đánh bằng cây tusita này thì lỡ tôi không hoàn thành nhiệm vụ thì sao hết rồi tôi phải la liếm lên một tí ha này cho tụi mày thấy Haki tự đổi màu trên mochi nó phải xịn con bà sò cỡ nào ha đấy cho tụi mày thấy lé lé con mắt luôn Wow, 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 wow. trời ơi haki đổi màu kìa trời ơi mới đã đẹp chưa từng thấy luôn Đấy, đấm 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 nè. Ôi ừ giời cái chiêu của trái mù chi này nó kích thích quá các bạn ơi. Đam nó to kìa. Mù chi này bá thật. Đúng là trái báo ra giờ trái báo bị lu mờ rồi các bạn. À, bạn đã nhận một trái block ngẫu nhiên đòn đánh chí mạng vai cái chương tôi đến ra trái rồng luôn ra trong clip đi tôi đến ra trái rồng luôn trời ơi trời ơi tôi đến ra trái rồng luôn nè các bạn <cười> <cười> trời ơi thôi tôi cất luôn các bạn tôi cất luôn Uh, uh, tôi cất luôn ha Chứ để không thì uh, uh, Để không nó disconnect Trời ơi ấy Các bạn ơi tôi đang làm clip luôn Mà đáng lẽ là mình phải Mình phải 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 uh, Lúc nào chứ Tự nhiên lúc đang làm nhiệm vụ này Ra đây rong Rồi được rồi Mình sẽ lên trên kia Mình uh, Mình 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 uh, trả cái nhiệm vụ ha Sau khi mà đánh Con hải tặc này xong Thì Mình sẽ làm một cái nhiệm vụ tiếp theo Ờ à, Đây Cái vật phẩm Coi nó vô cái vật phẩm gì rồi ồ, um, có thấy vô cái vật phẩm gì đâu? à, cái nguyên liệu thứ hai, cái cục thứ hai các bạn. và bây giờ thì mình sẽ lại đây, mình nói chuyện này. và bây giờ thì nó sẽ giao cho mình cái nhiệm vụ khác thì vậy. và tiếp theo thì mình sẽ đi đánh con boss bitmom nha các bạn. thì đánh boss bitmom này thì mình sẽ, à, 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 sẽ, sẽ, sẽ 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 đổ qua trái phật tổ đi mình đánh luôn cho nó dễ. Ha. chứ mưu chi thì mình nghĩ đánh boss thì nó khó lắm các bạn. Đây hey, mình sẽ lên đổ qua trái vật tổ đi đánh luôn cho nó nhanh Thấy tôi ra nguyên cái trái dragon luôn Ghê đánh bít mơm hey, à, bây giờ mình sẽ chạy qua boss bít mơm rồi bây giờ thì đến cái chỗ boss Beat Mom rồi nhưng mà mình chờ chủ tịch đi, chủ chủ tịch này nó chậm chạp lắm, mình nó lề mề lề mề. Bây giờ mình phải ở đây mình chờ nó, để không thì uh, chủ tịch thì các bạn cũng biết là hay giận lắm bởi vậy nên là trong Discord thì mình đặt tên là Trùm giận dỗi. <laughs> Trùm giờ vậy giờ mình phải chờ Trùm giận dỗi đến chứ không mình đánh ờ à, là đây 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 đầy. Trùm ông Trùm giận dỗi đến rồi. Thì uh, bây giờ thì đánh boss Beat Mom, Đó. Ủa sao như tôi đâu nghe tiếng nghe tiếng nhạc trong đây trời Thấy không ta Sao đánh nhưng tôi nghe tiếng nhạc trong đây nghe cái kỳ vậy Đánh này đã, đã, bắt đầu chuẩn bị lên thiên đàng rồi nên là mình bắt đầu nghe tiếng nhạc từ trên thiên đàng nó vọng xuống Đánh boss beat nghe tiếng nhạc từ trên thiên đàng vọng xuống các bạn À, lẽ đi, bà mập này, bà mập này đụng hai ông Phật tổ thì sao không chịu nổi rồi thì sau khi mà đánh Boss Bitmem xong thì mình lên thiên đàng thật sự đó thì uh, uh, đâu là cái 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 chỗ này nó có một cái luồng ánh sáng đây, uh. đây 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 nó có cái đuốc ở đây nè các bạn uhm, mình sẽ lại đây mình ấn cái đuốc đây nó có đến ba cái đuốc ui ui, ui 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 mấy con này à, nó có những cái cây đuốc ở những cái chỗ vị trí mà như phía phím đá nè nó ba cây đuốc thì các bạn có thể vào trong đây tìm nhất là mình phải biến thành cái dạng nhỏ xuống thì mình tìm nó dễ các bạn à, rồi mình sẽ biến thành dạng nhỏ đây thì nó tiếp tục là chắc là phải có một cây đuốc đâu đây nữa chứ ừ, nó ở một vị trí khác ở đây một cây đuốc ở đây nữa nè Đấy, mình sẽ nhảy cho chủ tịch thấy chủ tịch nó cũng đang làm clip nhưng mà nó không thấy luôn nó không thấy luôn à, bây giờ mình sẽ đánh mấy con quái đây nha mình nhảy nhảy luôn vậy mà nó không chịu thấy nhưng mà khi mình đốt lên thì nó cũng sáng đèn thì nó cũng thấy ha rồi thì bây giờ biến nhỏ lại mình sẽ đi tìm cái chỗ mà đốt đốt cuối cùng nó có ba chỗ đốt lần các bạn hơi bị to tối tối ở đây nè đây 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 cái đốt đây nè đây nè đây đây Đó, để cho chủ tịch bấm đi ấy 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 Đó, mình sẽ để cho chủ tịch bấm để không mà Nó cũng làm clip bẩn rồi, nó không biết nữa Đó, thì ba cái vị trí, cái đuốc Mà mình đã cho các bạn xem rồi ha nó chứ đi mò cũng nói chung là mình biết về nhiệm vụ chứ mình cũng cũng lên đây mà mò, mò mò cái chỗ này nè rồi sau khi đánh xong mấy con quái này ủa đừng nói là bốn cái đuốc nha các bạn mấy cái đuốc ba ngọn lửa ba cái đuốc chứ và sau khi đánh xong này thì có lẽ là mình đã đi xuống được rồi nhỉ Vẫn chưa à Mình vẫn còn thiếu một cái bước gì nữa Chả lẽ là hai người làm thì không được rồi À cái đuốc Vẫn là còn cái đuốc của mình Đúng rồi mỗi người là một cái đuốc khác nhau Đó 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 Và cái con cuối cùng là cái con đi ca này các bạn Đó mỗi người là đuốc khác nhau nha Mặc dù là đánh chung vậy nhưng mà đuốt của mỗi người là riêng Và boss của mình là Pika nè Mình mới gặp con boss Pika nó mới vừa đánh đánh À con boss đó Rồi à, đây là phần boss này là của mình nè Còn à, chủ tịch thì nó nó phải triệu hồi mấy cái đuốt riêng của nó Thế mình đánh xong nó, nó, Chắc là mình lát mình sẽ lại mình chỉ cho nó đánh luôn cái con kia Cái đuốt, cái kia nữa Đó thì cái cánh cổng thiên đàng của mình nó đã sáng lên rồi Đây mình sẽ chỉ cho nó nè Đây nè Đó đây nó sẽ triệu hồi cái 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 đó ra Ở Của nó là con Bobbica nằm ngay đó luôn rồi thì uh, mình sẽ đi xuống trước này để cho chủ tịch đánh đi. trời ơi, mình nói mình đi xuống mà con boss nó không này 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 là này, này là muốn nè muốn nè muốn là tôi đấm muốn cho ăn đấm super human nè. nó đi xuống rồi tôi không có ở trên hiên đàng nữa mà nó phải là 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 là, là, là bắt tôi ở lại ha. rồi mày được lắm con boss rồi xong thì bây giờ mình sẽ đi xuống cái cánh cổng này nó đã sáng lên rồi. như vậy thì mình đã xong cái phần của cái thanh kiếm tusita rồi. Đó thì đây cái thanh kiếm Toxita của mình à. Thật ra chưa không thay đổi mà chủ yếu là mình đã xong một cái phần nhiệm vụ của nó rồi thôi. Thì đến đây là mình sẽ làm bên thanh kiếm Yama nha các bạn. Rồi, thì uh, bây giờ mình sẽ đổi qua đây cái vật phẩm nè, mình ra thêm một cái 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 cục đá này thứ ba. Thì bây giờ mình sẽ đổi qua cái thanh kiếm Yama. Đó, cái thanh kiếm Yama thì cái thanh kiếm bên bóng tối. Đây, mình sẽ gặp lấy qua cái thanh kiếm Yama ha. Và bây giờ mình làm cái nhiệm vụ bên đây. Thì uh, À, bây giờ mình sẽ nhận cái nhiệm vụ đây ha à, được rồi thì cái nhiệm vụ này á, đầu tiên thì mình sẽ để cho bất kỳ con quái nào nói chung là mình cứ để cho quái nó đánh để cho quái nó đánh đến khi mà mình nhận được cái cục đá thì thôi nó sẽ ra một cái nói chung là ra một cái cục đá màu tím đúng là bên da mà thì đánh này á, thì mình nghĩ là mình nên đổ qua trái phượng hoàng các bạn Thế mình cứ hồi máu cho quái đánh thì mình cho hồi máu cho quái đánh các kiểu như vậy thì nó sẽ được chứ đúng không? Mà gặp phượng hoàng thì còn được giảm đam nữa. Rồi, à, vậy là cũng như là một cái thủ thuật nha các bạn. <laughs> chơi chơi ăn giang đúng không? Mình sẽ đến mấy cái đảo nào nó yếu yếu tí, đảo mạnh thì công nhận thì khó khó mình sẽ quánh ở đảo này luôn. À, đòi, qua cái à, đây mình sẽ chơi với minh gà ha. Đây mình sẽ biến lên phường hoàng cho minh gà nó nó đánh mình. Minh gà ơi, minh gà ơi. Nó đánh 500 đam dữ vậy. ôi thì cứ vậy mình để cho đá, quái đánh rồi hoặc là các bạn có thể đi làm vụ bằng farm cái gì cũng được Ôi mình gà đánh mình 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 mất máu luôn nè ôi gì mất dạng phượng hoàng luôn nè bây giờ mình sẽ hồi máu đầy một phát nữa coi ừ, nhưng mà mình thấy đánh hoài vẫn chưa được cái cục đá nào chắc là mình phải để cho minh gà đánh mình chết hay gì á thôi là mình cứ ấy được rồi nè đấy mình đã được cái cục này rồi đây thì không cần phải đánh chết đâu nha các bạn mà thì nói chung là nó đánh mình tí là mình được thôi và cái phần này nằm ở đây và mình được cái cục đá màu Ồ, cục đá này luôn <laughs> vô cục đá màu đỏ ấy luôn vậy mình chắc là đủ 6 cục đúng không bây giờ mình sẽ quay về đây mình trả cái nhiệm vụ nha rồi được rồi đến cái nhiệm vụ này thì mình cần có một sự tự giúp các bạn tại vì mình bây giờ rất là buồn ngủ rồi bây giờ hai giờ ba phút rồi đây, mình sẽ bật cho các bạn xem nè À, đây hai rồi nè mình thì buồn ngủ dữ lắm. Cho nên, với lại mà mình thì cũng thuộc dạng là vua mù đường cho nên là bây giờ mình phải nhờ leader đi hướng dẫn mình luôn ha. Rồi thì um, tiếp theo là mình sẽ nhận cái nhiệm vụ, um, cái nhiệm vụ mà đánh quái này thu thập linh hồn. thì cái nhiệm vụ này buộc thì bạn phải đánh bằng cây tu uhm, nói chung là phải đánh bằng cây tu sita nhà không đánh được bằng những vũ khí khác nói chung là nó có tỷ lệ hên xui á thì mình cứ cầm cái Ồ lộn cái yama mình cứ cầm cái yama cho chắc ăn rồi bây giờ sau khi nhận nhiệm vụ thì trời sẽ tối lại và mình sẽ tele đến những cái đảo để mình tìm quái thì mình có thể theo thứ tự đầu tiên mình đi đảo bánh đi ha đó mình đi đảo bánh rồi thì uh, mình sẽ bật haki lên và đi tìm quái thì mình sẽ tìm đấy đây ở đây có mấy con quái sẵn nè thì mình sẽ đánh mấy con quái đây đánh từng con thôi Chứ đánh 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 nhiều quá mấy con quái này nó mạnh lắm mình đánh không nổi đâu rồi thì sau khi mà đánh mấy con này á thì mấy con kia đã đã mất đi cái chấm màu tím rồi thì mình sẽ đi tìm những con quái khác ha ở này thì những con mà cầm tam kiếm này thì nó không có chấm thường nó có là nó sẽ có hết nguyên một bảy quái thôi các bạn đây ở bảy này mình sẽ dụ khoảng hai ba con gì lại mình đánh luôn ha đánh về đi cho chắc ăn Ôi ôi quái nó bay tầm lâm rồi. Nó nửa đêm rồi buồn ngủ mà còn vậy Rồi thì cứ cứ như vậy thôi các bạn cứ đánh như vậy á. Rồi ơi giời ơi cái này đau nè, cái này đau nè. À, ý ý ý cái gì vậy? Cái gì vậy? Tôi 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 bị buồn ngủ quá, tôi bị loạn rồi các bạn. À, tôi bị kỹ năng tôi nó bị gà rồi. Thì à, bạn sẽ đi tìm hết tất cả những cái bãi quái ở đây, à, cũng như là ở những cái đảo khác, cái đảo nào có chấm tím thì bạn cứ đi đánh thôi ha rồi bây giờ mình sẽ lên mình đánh trên mấy con trên đây thì cái đó cái bãi nào nó có chấm tím thì có nguyên bãi mà bạn đánh thì khi bạn đánh một con mà nó biến mất thì thôi cứ đánh con khác để cho nó nhanh ha rồi thì uh, mấy con này nó cũng biến mất rồi nó biến mất cái chấm tím rồi như vậy thì mình sẽ đi cái đảo khác tiếp theo là cái vùng đất sô cô la mình cứ uh, đi theo thứ tự vậy cho nó dễ ha và nhảy xuống đây vùng đất sô cô la thì mình thấy là không có rồi nhìn sơ sơ qua thấy không có ha còn uh, đây 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 ở đây có nè nhìn có nó nói là sơ sơ không có nhưng mà nằm đây và ở đây vẫn còn ở đây còn thì mình đánh tiếp thôi tắt à? haki đi để dành để dành haki lát mình đi rồi. Uh, có lẽ là bẫy này mình sẽ đánh ba con các bạn ủa À, rồi bây giờ những con này thì nó đã biến mất rồi Nó không còn cái chấm tím nữa Thì mình sẽ đi cái đảo tiếp theo Cứ như vậy thôi Và bạn đi lùng sụp hết tất cả các đảo luôn Bây giờ mình sẽ đi đến cái cây đại thụ nha ừ, Bởi vì thời lượng video á, thì nó có hạn Và những đánh cái này thì nó khá là lâu Nó dài nên là mình à, mình đã nói với các bạn là sẽ đi mình sẽ đi lùm sụp hết tất cả các đảo rồi mình đánh đánh khi nào mà trời nó sáng thì thôi ha còn đoạn video này mình sẽ cắt qua để cho các bạn xem đỡ tốn thời gian thì cách đánh thì nó như vậy thôi đó, đánh đến khi nào nó mất chấm tím rồi mình chuyển qua đảo khác đó, nó vẫn còn chấm tím thì mình cứ đánh thôi chắc cái đảo này xong ra quá trời quánh được nhiều con mấy đảo kia quánh mấy con mất cái đảo này quánh nguyên đảo luôn. Khả năng này nó Đó đúng rồi, sáng rồi rồi. Đó, cái đảo nào đánh nguyên đảo là được. Rồi thì um, cái đảo nào á mà mình đánh một phát á mà nguyên một cái đảo mà nó quái mà nó không bị biến mất á thì chính là cái đảo đó và mình đã tay le về cái đảo um, cái, cái, cái 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 mình về đúng cái cảng này nè, thì uh, mình đã hoàn thành được cái nhiệm vụ á, và chắc là nó sẽ giàu cái vật phẩm cho mình Đây là cái vật phẩm thứ năm và bây giờ thì mình sẽ về mình nhận nhiệm vụ sẽ về ngay cái dinh thự đậu rùa và mình 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 mình, mình 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 mình, nhận nhiệm vụ tiếp theo á cái nhiệm vụ tiếp theo thì mình sẽ đánh cái con ở gì mình sẽ để cho con cầm cái tusita và để cho con raybot nó đánh mình chết đây thì mình sẽ giao nhận luôn chưa làm nhiệm vụ mà nói trước luôn các bạn rồi, thì tới cái nhiệm vụ Ripper này thì mình sẽ tele đến cái đảo uh, uh, đảo đảo gì quên rồi, à, lâu đài bóng tối. Và đến đây á thì các bạn phải có một cái như thế này nè, bạn phải random, bạn phải random xương á và lại đây bạn random ra. Uh, ra lại 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 cái chỗ random này nè, bạn kiếm cái cục lửa và cục lửa thì leader random ra rồi. Uh, thì nói chung là có tỷ lệ hên xui, nếu mà đồng đội bạn random ra rồi á thì uh, nó nó sẽ ấy thì mình cũng random ra luôn các bạn, <laughs> đây, mình random ra ngay từ cái lần đầu tiên luôn, đâu Lader, cầm cục lửa lên leader đó hai cục lửa, bây giờ làm sao triệu hồi hai con boss luôn, <laughs> chủ tịch bất ngờ chủ tịch xui xẻo random không ra chờ mọi người đến bây giờ nè, thì uh, sau khi mà random ra được cục lửa thì mình sẽ lại đây mình uh, bỏ vào trong cái cái lỗ này và nó sẽ triệu hồi con ray boss ra và bây giờ lên trên đây mình cầm cái cây kiếm Tushita Triệu hồi con boss ra cầm kiếm Tushita nha Và để cho con boss nó đánh mình chết Đúng không ta? Đúng không Lê Đơn? <laughs> <laughs> đúng cái ờ đúng rồi đó lê đơn người ta đi trước đúng không trong thi thời gian mình thức tỉnh ô chi thì lê đơn đã đi trước để đã, 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 biết được cái cách làm thôi mình sẽ để cho chủ tịch chết trước nha à tới mình Rồi thì bây giờ mình bị tay le xuống địa ngục Và sau khi tay le xuống địa ngục mình chợt nhận ra một điều là mình không có trái Phật tổ Ôi ui ôi, tay le xuống địa ngục thì mình đánh boss hay cái gì đây nè Đúng không? Thì à, hình như là... ơi chủ tịch nó có trái Phật tổ kìa các bạn Này thì lát phải nhờ chủ tịch đánh phụ rồi à, hình như là mình phải đốt cái đuốc này lên Đây, mình sẽ triệu hồi cái đuốc này lên Ê, chủ tịch phụ tao, chủ tịch ơi Phụ, phụ, phụ ừ đúng rồi nhờ chủ tịch phụ thấy không đi nói chung là đi xem mình mình không đổi qua trái phật tổ nên mình bị gặp bất lợi một tí Nhưng mà may mắn là trong đây thì có chủ tịch trong đây luôn lát là tự nhiên chủ tịch bỏ đi thế là rồi luôn không có ai phụ mình à quên mình đâu có nhất thiết phải sử dụng riêng một cây tu sita trong đây đâu đúng không ôi thôi mấy con quái này nó trâu vãi luôn mấy con quái dưới địa ngục nè các bạn còn con cuối cùng hai con chứ rồi sau khi xong thì tiếp tục mình sẽ đi tìm một cái chỗ mà đốt cái đuốc tiếp theo à chủ, nói chung là đây đây à, có một cái đuốc đây nữa nè đây thì à, mình sẽ triệu hồi ra cho chủ tịch <laughs> cho chủ tịch đánh trước cho mình à, coi vậy chứ nửa đêm rồi mắt mình vẫn còn sáng ở tiếp theo chủ tịch sẽ triệu hồi ra nè này mà thí dụ đang ở trong đây các bạn mình sử dụng cái cánh cổng mình tay le ra thì sao các bạn <laughs> cái phần này thì hơi uh, <laughs> hơi kỳ lạ nha đúng không hình như là chủ tịch đánh không gây đam trúng được cái quái của mình hay gì ta đánh sao cảm giác nó đánh lâu dữ vậy ta hình như quái của ai người đó đánh á đúng không thấy chủ tịch đánh hoài không gây đam phần này khác với cái phần ở trên thiên đàng lúc nãy hay là tại mấy con quái này nó trâu Chúng đâu đến nỗi trâu đâu rồi mình đốt được hai cây đuốc rồi các bạn à, của mình là phần mình là mình đốt được hai cây đuốc rồi còn một cây đuốc cuối cùng thì chủ tịch sẽ lại triệu hồi cây đuốc đó chủ tịch trái vật tổ rồi mình sẽ đi tìm ủi vũ trụ hết hôm bà nội cha ơi mình sẽ tìm đi một cái chỗ đốt cái đuốc nữa nha à, để coi ở đầu mình sẽ triệu hồi ra cho chủ tịch đánh phụ còn chủ tịch thì phật tổ rồi thì sẽ không cần à. nói chung là chủ tịch cũng triệu hồi hai chỗ đúng không mình nếu mình đi theo đây hình như chắc là nó phải cái chỗ tối tối này hả ta rồi coi đầu nó thường là ở mấy cái tảng đá đen đen đó các bạn ấy thì chủ tịch triệu hồi đâu à cái cái đuốc cái đó thì nãy mình mới vừa triệu hồi mà nó còn một chỗ nào nữa mình đi tìm Cái đó để cho chủ tịch đánh đi <laughs> Ê mà chủ tịch lén thoát khỏi địa ngục Bỏ mình lại thì sao ta Ê, mình đánh phụ đi không lẽ nãy mình giúp chủ tịch lên thiên đàng ở gì thoát khỏi thiên đàng giờ không lẽ chủ tịch không giúp mình thoát khỏi địa ngục đúng không à, nói chứ hình như chủ tịch cũng đánh mới có hai bài thì phải đúng không vẫn còn một cái đuốc nào đó. Cái này mà chủ tịch mà bỏ đi cái là nhẫn tâm luôn luôn. Ủa chủ tịch đâu mất luôn rồi. Rồi chủ tịch bỏ đi, bỏ mình mình lại đây luôn rồi, thiệt ác thiệt luôn các bạn. Mình thì không nhìn thấy cái 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 bãi quái đâu nữa ta. Cái giai đoạn sau á các bạn, mình đã lỡ mình quên bật phần mềm quay video rồi. Cái này là một cái sai sót của mình vô cùng lớn luôn à, uh, thì á uh, thì mình có thể chắc là mình chỉ có thể kể lại cho các bạn thôi chứ mình biết làm sao bây giờ thì uh, ở đây nè bây giờ thì mình đã làm xong cái thanh kiếm mà mình khi mình nhớ lại là mình quên bật về miền quay đúng không các bạn thì tức uh... thật sự nói chung là do là khuya quá rồi hai giờ ba ba sáng rồi thì khuya quá có thể là như là mình mệt mình làm nó cũng thiếu những sai sót này đúng không thì các bạn thông cảm uh, sau khi mà mình về đây xong á uh, mình đốt cái đuốc xong thì mình sẽ nó tự tay le mình về đây thôi Và tay le mình về đây thì mình sẽ có một cái thùng ở đây nè có cái hộp ở đây thì mình sẽ nói chuyện với cái hộp thì nó sẽ dùng hết những cái 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 đá này nè và nó hợp lại thành một cái cái chìa khóa và nó tự gắn lên trên đây và khi mà vào trong đây bạn phải đánh bại con boss có một cái con boss xương mà bạn chỉ đánh nó bạn chỉ gây đam nó bằng cây yama thôi nó chỉ có thể gây đam bằng cây yama bạn đến từ từ sau khi tiêu diệt nó xong thì bạn sẽ được thanh kiếm, song kiếm này nó ghép lại nha. Và những cái con quái sau này nó xuất hiện vô nó đánh bạn á, thì kệ. Không cần đánh nó. Như vậy thì bạn sẽ có cái song kiếm này. Rồi thì video này đến đây thôi. Và bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây ha. Xin lỗi các bạn vì mình đã lỡ mình quên bật về phần mềm quay. Và những cái gì mà mình mô tả trong đây á, thì nó cũng rất là dễ hiểu. Và các bạn có thể làm tiếp theo. Chứ cũng không còn cái gì khó nữa. Và các bạn thông cảm cho mình một tí Bye bye mọi người nha.